Indonesia dùng tiểu xảo khiêu khích U22 Việt Nam va chạm. Cầu thủ Indonesia có pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ U22 Việt Nam không giữ được bình tĩnh, suýt chút nữa xảy ra va chạm. Phút 45, trung vệ Trixananda vào bóng quyết liệt với Đức Phú và bị Trọng thổi phạt. Ngay sau tình huống này, hậu vệ Minh Trọng đã không giữ được bình tĩnh lao vào đỉnh nói chuyện với cầu thủ bên phía Indonesia. Một bầu không khí hỗn loạn sau đó đã được diễn ra trên sân. Dewanga cùng các đồng đội ngay lập tức lao vào khiêu khích lại Minh Trọng. Cầu thủ hai bên cũng có những xô xát nhẹ. May mắn là những cái đầu nóng sau đó đã được hạ hỏa. Khi tổ trọng tài lao vào can ngăn, cuối cùng trọng tài rút thẻ vàng cho cả Minh Trọng lẫn Dewanga. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia luôn là những trận cầu nóng về mọi mặt. Hai đội bóng thường xuyên có những pha vào bóng quyết liệt, đặc biệt là các cầu thủ bên phía Indonesia. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu, U22 Indonesia là đội bóng sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Komang Trixananda ở phút 15. Đến cuối hiệp 1, Văn Tùng đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho U22 Việt Nam. Tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội